thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế vào Việt Nam diễn ra cuối tháng 12 năm 2022. Trong hơn 2 năm qua, du lịch Việt Nam chịu tác động trực tiếp và nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Năm 2020, lượng khách quốc tế giảm tới 80%, tổng thu từ du lịch giảm 59% so với cùng kỳ năm 2019. Năm 2021, lượng khách quốc tế giảm gần 96% tổng thu từ du lịch giảm sâu. Từ tháng 3 năm 2022, Việt Nam mở lại hoàn toàn các hoạt động du lịch đón khách quốc tế sớm hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực. Thị trường du lịch đã dần khôi phục trở lại, du lịch nội địa phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong năm 2022 chưa được như kỳ vọng, mới đạt khoảng 70% so với kế hoạch đề ra. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tăng cường giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp và triển khai áp dụng thị thực điện tử tại các cửa khẩu quốc tế. Gia soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền, xem xét, sửa đổi, bổ sung các chính sách về thị thực để tạo thuận lợi cho khách du lịch nhập cảnh. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng góp, nghiên cứu, sớm hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng về thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong tình hình mới, trình ban hành trong tháng 1. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Truyền thông và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, nhiều nước trong khu vực tạo điều kiện dễ dàng và hấp dẫn để khách quốc tế nhập cảnh bằng việc miễn thị thực cho khách quốc tế. Malaysia, Singapore miễn thị thực cho 162 quốc gia. Philippines miễn thị thực cho 157 quốc gia. Thái Lan miễn thị thực cho 65 quốc gia. Trong khi đó, Việt Nam mới đang miễn thị thực cho 24 quốc gia. Thời gian miễn thị thực của nhiều nước ASEAN kéo dài từ 30 ngày đến 45 ngày, thậm chí là 90 ngày. Đơn cử, Thái Lan triển khai chương trình mở cửa thị thực du lịch đặc biệt Thái Lan dành cho khách lưu trú dài ngày thời gian lưu trú lên đến 90 ngày. Bộ trưởng đề xuất áp dụng cấp thị thực điện tử cho tất cả các thị trường khách và tiếp tục đơn giản hóa về thủ tục cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ. Ông cũng đề xuất kéo dài thời gian miễn thị thực đối với khách quốc tế đến Việt Nam từ 15 ngày lên 30 ngày và xem xét thí điểm cấp thị thực tại cửa khẩu. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang khẳng định chính sách thị thực hiện tại của Việt Nam rất thông thoáng và thuận lợi. Sau khi thực hiện thí điểm e-visa, tức visa điện tử, bộ đang chỉ đạo hiện đại hóa phương pháp này phương pháp xuất nhập cảnh nói chung cấp thị thực điện tử e visa nói riêng cũng như rút ngắn tên miền theo quy định